Chào các đồng chí và các bạn. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi chuyên mục An ninh Lâm Đồng. Chuyên mục hôm nay có những tin chính sau đây. Bộ Công an tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt trong toàn lực lượng. Công an tỉnh khen thưởng 4 tập thể và 10 cá nhân trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Khởi tố vụ án giết người, đốt xác phi tang. Cuối chuyên mục là phóng sự, truy tìm kẻ trộm xe, phát hiện, lo làm giấy tờ giả. Bây giờ, mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi nội dung chuyên mục. Sáng ngày 20 tháng 5, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến từ điểm cầu Hà Nội đến công an các đơn vị địa phương trong cả nước, phát động hưởng ứng phong trào thi đua, cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở và phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân và 15 năm ngày Hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phong trào thi đua đặc biệt được phát động nhằm mục đích tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức hành động của cấp ủy, lãnh đạo và toàn thể cán bộ chiến sĩ về ý thức tu dưỡng rèn luyện, nâng cao ý thức đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, quy tắc ứng xử và điều lệnh công an nhân dân, đảm bảo trách nhiệm minh bạch trong thực thi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, qua đó xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ. Ngay sau lễ phát động của Bộ Công an các đơn vị địa phương trong toàn quốc sẽ tiến hành phát động phong trào thi đua tại đơn vị. Nhân dịp lễ Phật Đản Phật Lịch 2563 và Đại lễ Vesak lần thứ 3, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã đến chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Lâm Đồng. Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Thượng tá Trương Minh Đương, Phó Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng những thành tựu mà Ban trị sự Phật giáo tỉnh và bà con Phật tử đã đạt được trong những năm qua. Trong đó, Ban trị sự cũng như các tăng ni Phật tử đã góp vai trò quan trọng vào sự phát triển kinh tế cũng như đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh chúc mừng Ban trị sự, các tăng ni và bà con Phật tử đón lễ Phật Đản và Đại lễ Vesak an lạc, tiếp tục đồng hành cùng dân tộc trong sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước cũng như phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Vừa qua, Công an tỉnh đã trao tặng 2 căn nhà đại đoàn kết cho 2 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm. 2 căn nhà đại đoàn kết được xây dựng theo kết cấu nhà cấp 4 cho hộ bà Phạm Thị Trao, 53 tuổi, dân tộc Tày, và hộ ông Cờ Tường, 48 tuổi, phó công an xã Lộc Bắc. Đây là những gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn. Hộ bà Trao có nhà bị cháy toàn bộ, chồng chết, con trai bị tai nạn mất khả năng lao động. Hộ ông Cờ Tường, gia đình có 4 người, sống trong căn nhà chỉ 20m². 2 căn nhà có tổng trị giá 175 triệu đồng do cán bộ chiến sĩ Công an Lâm Đồng, các mạnh thường quân đóng góp. Tại buổi trao tặng nhà, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an huyện Đức Trọng, Công an huyện Bảo Lâm, Chốt Cảnh sát Giao thông tại huyện Di Linh thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã quyên góp và vận động các nhà hảo tâm tặng cho 2 gia đình các vật dụng thiết yếu như tivi, quạt, bếp ga, nồi cơm điện. Tại huyện Bảo Lâm, Đại tá Nguyễn Quang Thống, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao giấy khen cho 4 tập thể và 10 cá nhân có thành tích trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Trong đó có cán bộ và nhân dân xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lộc Tân và anh Ca Tiên, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Lộc Tân. Như đã đưa tin trước đó, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Tuyết, sinh năm 1961, hộ khẩu thường trú tại số 34A, Phan Huy Ích, thôn 1, xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc, với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo khoản 2 điều 109 Bộ Luật Hình sự. Cụ thể, Nguyễn Thị Tuyết đã tham gia tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời ở nước ngoài do Đào Minh Quân là Tổng thống tự phong cầm đầu, từng có nhiều hoạt động khủng bố tại Việt Nam. Thông qua mạng xã hội và điện thoại, Tuyết gửi và nhận nhiều tài liệu từ tổ chức khủng bố nước ngoài. Tại địa phương, Tuyết đã vận động một số người dân tham gia trưng cầu dân ý bầu Đào Minh Quân làm Tổng thống, đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp và khả năng giải quyết, xử lý tình huống khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Vừa qua, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt
cho toàn thể cán bộ công nhân viên nhà trường và đại diện các ban ngành trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Tại buổi diễn tập, cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã hướng dẫn cách dập lửa an toàn khi bị rò rỉ bình ga trong gia đình, cách dùng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy. Những người tham dự đã được thực hành các biện pháp chữa cháy như sử dụng chăn chiên, bình bọt khí để dập tắt đám cháy mới phát sinh, tham gia diễn tập phương án chữa cháy và cứu hộ với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Buổi diễn tập đã diễn ra theo đúng kịch bản đáp ứng được yêu cầu đề ra, là dịp để rèn luyện các kỹ năng và thao tác sử dụng các trang thiết bị, phương tiện chữa cháy cho lực lượng chữa cháy tại chỗ. Qua đó, phát huy cao tính tích cực và chủ động xử lý sự cố khi có cháy nổ xảy ra ngay từ cơ sở. Hội Phụ nữ Công an tỉnh vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lạc Dương tổ chức đợt tuyên truyền cho cán bộ làm công tác Hội Phụ nữ các xã thị trấn huyện Lạc Dương. Nội dung tuyên truyền bao gồm phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người và tín dụng đen, luật bình đẳng giới, nhóm đối tượng trong giới nữ có nguy cơ bị lợi dụng hoặc xâm hại và các nội dung trọng tâm của các bộ luật có liên quan. Qua đó giúp các hội viên phụ nữ nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm tín dụng đen và tội phạm mua bán người. Khi phát hiện vụ việc nghi vấn, cần báo ngay cho lực lượng chức năng để kịp thời xử lý theo pháp luật. Đồng thời, mỗi cán bộ hội viên cần nắm vững những kiến thức kỹ năng để góp phần tuyên truyền, chuyển tải đến người thân và cộng đồng về công tác phòng chống hoạt động tín dụng đen cũng như tội phạm mua bán người. Đầu năm 2019, Đoàn Thanh niên Hội Phụ nữ Phòng Hồ sơ Nghiệp vụ đã triển khai thực hiện công trình thanh niên phụ nữ với nội dung định thời hạn bảo quản các loại hồ sơ. Sau 6 tháng triển khai, chi đoàn và hội phụ nữ đã nhập vào hệ thống cơ sở dữ liệu, góp phần giải quyết số lượng lớn hồ sơ tồn đọng của đơn vị, giúp tra cứu thông tin nhanh chóng, chính xác, phục vụ kịp thời các yêu cầu nghiệp vụ của ngành và yêu cầu chính đáng của nhân dân. Qua đó, đã thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện của đoàn viên hội viên phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, xung kích thực hiện cải cách hành chính, tạo không khí sôi nổi thi đua thực hiện phong trào thanh niên công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, phụ nữ công an nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kỷ cương sáng tạo vì an ninh Tổ quốc, xung kích tình nguyện phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Hoàng Vũ, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại thôn Lạc Lâm Làng, xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương về tội giết người để điều tra. Như An ninh Lâm Đồng đã đưa tin, sáng ngày 10 tháng 5, Công an huyện Đơn Dương nhận được tin báo của người thân về việc chị Nguyễn Thị Kim Hồng, sinh năm 1993, trú tại thôn Lạc Lâm Làng, xã Lạc Lâm bị mất tích. Nhận được tin báo, Công an huyện Đơn Dương phối hợp với Công an tỉnh vào cuộc điều tra xác định Lương Hoàng Vũ, sinh năm 1988, chồng của nạn nhân là nghi can. Tuy nhiên, sau khi gây án, Vũ dùng ô tô chở hai con gái 4 tuổi và 7 tuổi đi Phan Thiết chơi. Qua tác động người thân, Vũ đã về Lâm Đồng tự thú. Tại cơ quan công an, Vũ khai nhận khoảng 23 giờ 30 phút ngày 8 tháng 5, Vũ đi nhậu về thì xảy ra mâu thuẫn nên hai vợ chồng đánh nhau. Trong cơn nóng giận, Vũ đã dùng tiếp sắt đánh chị Hồng tử vong. Thấy vợ chết, Vũ bỏ xác vợ vào túi xông hơi, bỏ vào thùng phi trong kho trống của gia đình rồi tẩm xăng đốt phi tang. Sáng ngày 11 tháng 5, cơ quan công an đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu hồi các vật chứng để phục vụ công tác điều tra. Tòa Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án giết người do bị cáo Hồng Phát Đạt, sinh năm 1996, trú tại phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh gây ra. Theo cáo trạng, ngày 16 tháng 11 năm 2018, do mâu thuẫn trong việc nước tràn ra nền nhà thuộc căn phòng tầng hầm mà Đạt thuê của gia đình anh Vũ Tuấn Hoàng tại đường Nguyễn Trung Trực, phường 4, thành phố Đà Lạt, dẫn đến hai bên lời qua tiếng lại. Sau đó, cả hai bỏ đi ra ngoài đường. Trong lúc đi, Đạt cầm theo một con dao. Đi được một đoạn, giữa anh Hoàng và Đạt lại cãi nhau và Đạt đã dùng dao đâm anh Hoàng một nhát vào ngực, làm anh này gục ngã và chết trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Đạt bỏ trốn về thành phố Hồ Chí Minh, được sự động viên của gia đình. Đến chiều tối ngày 17 tháng 11, Đạt đã đến công an phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 đầu thú. Tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt bị cáo Hồng Phát Đạt 14 năm tù giam,
buộc Đạt phải bồi thường cho gia đình người bị hại tổng cộng 250 triệu đồng và cấp dưỡng tiền nuôi con anh Hoàng theo hàng tháng. Thưa các đồng chí và các bạn, suốt nhiều tháng trời truy tìm đối tượng chuyên trộm cắp xe máy không có kết quả. Công an huyện Đức Trọng đã bất ngờ kiểm tra nơi ở của một đối tượng nghi vấn tiêu thụ xe gian và phát hiện lò chuyên làm giả giấy tờ xe. Quá trình khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng công an còn thu được ma túy đá và các dụng cụ dùng để phân chia ma túy. Từ đây, đường dây trộm cắp, tiêu thụ, làm giả giấy tờ bị bóc gỡ. Đây là máy tính, máy in màu, máy ép dẻo, máy scanner, cùng 30 giấy đăng ký xe, giấy chứng minh nhân dân, trong đó có nhiều tờ giấy giả mà Công an huyện Đức Trọng đã thu hồi được trong quá trình bắt khám xét nơi ở của Nguyễn Duy Long, kẻ có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản ở xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng. Tại đây, lực lượng công an còn phát hiện 3 chiếc xe máy hiệu Sirius không có giấy tờ, trong đó có một chiếc đang được Long giã để lấy phụ tùng. Ngoài ra, lực lượng công an còn phát hiện trong người Long có 28 gram ma túy đá. Chúng tôi nắm được một nhóm đối tượng thường xuyên tụ tập thực hiện trộm cắp xe máy và sau đó đem ra phía rìa của thị trấn Liên Nghĩa để rã xe để thực hiện tiêu thụ. Thì nắm được thông tin như thế thì chúng tôi khoanh vùng đối tượng và xác định đối tượng. Và nhóm này do đối tượng là Lê Anh Nam cầm đầu. Quá trình theo dõi đeo bám đối tượng này cũng rất là khó khăn. Vì đối tượng di động rất là rộng, từ đến Đồng Nai đến Đức Trọng, Lâm Hà, Đơn Dương, Đà Lạt, thậm chí Ninh Thuận là đều thực hiện trộm. Lê Anh Nam, 31 tuổi, hộ khẩu tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, tạm trú tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, là kẻ đã quá quen với ở tù cơm trại. Từng có 2 tiền án với tổng cộng 12 năm tù giam về cùng tội danh mua bán trái phép chất ma túy. Hoạt động trộm xe máy lưu động trải rộng trên địa bàn các huyện, thành phố trong tỉnh và cả ngoài tỉnh, nên việc truy bắt Nam không đơn giản. Tuy nhiên, đến ngày 29 tháng 3, đấu tranh chuyên án trộm cắp xe máy trên địa bàn, Công an thành phố Đà Lạt đã bắt được Nam và bàn giao Nam cho Công an huyện Đức Trọng. Qua đấu tranh, Nam khai đã thực hiện 11 vụ trộm xe máy tại thành phố Đà Lạt 6 vụ, tại huyện Đức Trọng 3 vụ, huyện Đạ Tẻ 1 vụ, và trước đó, Nam đã bị Công an huyện Đức Trọng khởi tố về tội trộm cắp 1 vụ tại huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. Toàn bộ số xe lấy được, Nam giao cho Lý Lâm Mạnh Huy, kẻ có 3 tiền án với 2 tội danh, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, án phạt 10 năm 6 tháng tù giam, ra tù năm 2016, trú tại thị trấn Liên Nghĩa, đưa đi tiêu thụ. Em nhìn thấy chiếc xe nào nó ở một cái chỗ vắng hay bất kể một cái chỗ nào đây, nhà trọ hay là ở trong quán xá cũng thế. Nếu mà em cảm thấy dễ dàng thì em chạy vào anh bạn. Thường thì các đối tượng trộm xe máy thì nó thường đi theo hệ, nó chỉ đi theo loại xe máy, một loại xe máy, một dòng xe máy. Nhưng mà nhóm này thì loại nào nó cũng trộm. Ngày 1 tháng 4, Công an huyện Đức Trọng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Huy. Huy khai, sau khi nhận xe từ Nam, Huy đã đưa xe đến bán và cầm cho Long. Sau đó, Long đục sửa lại số máy, số khung, rồi làm giấy tờ giả, đưa xe đến cầm tại các tiệm cầm đồ để được giá cao. Kiểm tra 2 tiệm cầm đồ tại huyện Đức Trọng mà Long cầm xe, lực lượng công an thu được 3 xe mang giấy tờ giả. Trước khi Long, Nam và Huy bị bắt, đối tượng Nguyễn Thành Lộc, trú tại thị trấn Liên Nghĩa, cũng đã bị bắt vì mua của Nam 1 xe, dù biết đó là xe trộm cắp. Nói chung là nó là sai trái pháp luật, em cũng xác định được phần nào tội lỗi của mình gây ra, mình cảm thấy cũng xứng đáng chịu tội trước pháp luật. Trên cơ sở kết quả điều tra, Công an huyện Đức Trọng đã khởi tố bị can đối với Lê Anh Nam, Lý Lâm Mạnh Huy về tội trộm cắp tài sản, Nguyễn Thành Lộc về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Cơ quan công an cũng đang củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Duy Long về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Nam, Long và Huy đều là những đối tượng nghiện ma túy. Việc triệt phá nhóm trộm cắp tiêu thụ xe gian và làm giả giấy tờ này
đã phần nào trấn an dư luận tại huyện Đức Trọng, góp phần mang lại bình yên cho địa phương. Chuyên mục An ninh Lâm Đồng đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã luôn dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!